Ngày 12 tháng 7, các thánh Doan Jones và Doan Quay, linh mục tử đạo. Hai thánh này tử đạo ở Anh hồi thế kỷ thứ 16 và thế kỷ thứ 17 vì không chịu từ bỏ đức tin. Thánh Doan Jones là người xứ Wales, Anh, là linh mục triều, bị tù hai lần vì cử hành các bí tích trước khi rời khỏi Anh quốc năm 1590. Ngài vào dòng Francisco lúc 60 tuổi và trở về Anh 3 năm sau, khi nữ hoàng Elizabeth thứ nhất lên ngôi. Ngài chăm sóc người Công giáo ở vùng quê nước Anh đến khi vô tù năm 1596. Ngài bị treo cổ, kéo lê và phanh thây làm tư ngày 12 tháng 7 năm 1598. Thánh Doan Quay cũng sinh trưởng ở Anh, nhưng học ở Đại học Anh Quốc Douai tại Bỉ. Ngài thụ phong linh mục ở Roma năm 1648, rồi gia nhập dòng Francisco ở Douai vài năm sau. Năm 1656, Ngài trở lại làm việc bí mật tại Anh Quốc. Năm 1678, Titus Oates bắt nhiều người Anh lao động cực khổ tại đất nước này. Từ đó, người Công giáo không được tham gia vào quốc hội. Mãi đến năm 1829, luật này mới được bãi bỏ. Thánh Doan Quay phải vô tù năm 1678 và bị xử tử vào năm sau. Các ngài được phong thánh năm 1970.